Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng cho bản tin thời sự và trong bản tin ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Các đại biểu dân cử đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân do nhân dân bầu ra, vì vậy cần phải chịu trách nhiệm trước nhân dân. Chủ động trong chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu được cho là giải pháp cơ bản để ngành da giày túi xách Việt Nam đạt mục tiêu giá trị xuất khẩu trong năm 2018 là 19 tỷ đô la Mỹ. Cuộc sống của bà con kiều bào Việt Nam tại Campuchia vẫn còn rất khó khăn sau vụ hỏa hoạn khiến 57 gia đình bị thiệt hại. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Và sáng ngày 11 tháng 7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sau phần khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc xác định cảnh sát biển thuộc lực lượng vũ trang là phù hợp với thực tiễn, tính chất, vai trò của lực lượng này. Về phạm vi hoạt động, cảnh sát biển được phép hoạt động trên các vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, việc xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát biển phải phù hợp với tính chất hoạt động của lực lượng. Đồng thời cần làm rõ những nhiệm vụ, quyền hạn do cảnh sát biển Việt Nam chủ trì, nhiệm vụ nào là phối hợp để đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo. Về bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, các đại biểu đề nghị cần phải làm rõ thêm là tham gia hay chủ trì bởi còn có lực lượng hải quân, biên phòng. Mối quan hệ giữa cảnh sát biển và các lực lượng này cũng cần được làm rõ. Cũng trong sáng nay, cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án luật bảo vệ bí mật nhà nước, một số đại biểu đề nghị cần ban hành danh mục bí mật nhà nước, kèm theo luật thì mới rõ cái nào mật để người dân biết và làm những gì pháp luật không cấm. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét quyết định việc thành lập thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng và thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đang diễn ra với nhiều vấn đề được cử tri gửi gắm tới những đại biểu đại diện cho mình. Kỳ họp này đã bầu ra Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố sau khi ông Nguyễn Xuân Anh bị bỏ phiếu miễn nhiệm, cùng với đó là các chức danh quan trọng khác. Đáng chú ý là ở chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân bởi ông Đặng Việt Dũng trước đây từng nắm giữ vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, sau đó được điều động sang trưởng ban tuyên giáo thành ủy và nay lại được bầu trở lại vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Việc làm chưa có tiền lệ này đã khiến cho đông đảo cử tri thành phố Đà Nẵng đặt ra nhiều câu hỏi. Theo nhiều cán bộ đảng viên và cử tri của thành phố Đà Nẵng, khuyết vị trí cán bộ thì bầu bổ sung là đương nhiên. Nhưng việc điều động cán bộ sang cương vị khác rồi bầu trở lại vị trí cũ đối với trường hợp của ông Đặng Việt Dũng cho thấy sự thiếu nhất quán trong công tác cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt tại thành phố Đà Nẵng. Có vấn đề gì đó mà nó không bình thường nên dẫn đến là cái chuyện là phải bầu lại chính con người mà trước mới gần đây là rút đi. Đó là vấn đề mà coi như tôi cho là trong cái công tác cán bộ của thành phố Đà Nẵng mình là lịch sử công tác cán bộ Đà Nẵng mình là chưa có. Và trong thực tế đó là việc làm rất dở. Anh ấy là nó thiếu cán bộ. Thiếu cán bộ thì anh vận dụng cán bộ từ cái dưới anh lại, anh đưa lại. Hoặc đưa đầu cho cũng những anh này ra đá tôi nói là như thế là anh bình cũ rượu mới. Trong câu chuyện này, không thể không nhắc đến bản lĩnh và trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Bấm nút biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đối với ông Đặng Việt Dũng cách đây không lâu cũng là 48 cánh tay của những vị đại biểu dân cử này. Nay, cũng chính 44 trong số 48 cánh tay này lại tiếp tục bấm nút bầu ông Đặng Việt Dũng quay trở lại vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Không ít cử tri bày tỏ băn khoăn về những đại biểu do chính mình bầu ra để thay mặt dân quyết định những vấn đề quan trọng. Thực tế không vừa làm. Nhưng mà không giống đâu á, rồi cũng cứ gục, thì cái đó là một cái sai. Phê bình và tự phê bình là phải nghiêm túc, mà đảng ta là một đảng cầm quyền cho nên là phải nghe cái tập thể là một cái vấn đề quyết định cho cái vấn đề công tác, chứ không phải cá nhân quyết định. Nhưng mà vừa rồi thì cá nhân quyết định, nhưng tập thể cũng chấp nhận, nhưng mà sơ cũng chấp nhận. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thanh Quang cũng thừa nhận sự loay hoay của Đà Nẵng trong công tác cán bộ, khi phát biểu tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 vừa qua. Nhiều khó khăn vướng mắc rất cần sự quan tâm thấu gỡ của
của Quốc hội, sự vào cuộc giải cứu quyết liệt của chính phủ. Điều cử tri và nhân dân hết sức quan tâm, rất lo lắng, đó là sự chậm trễ kiện toàn vị trí cán bộ chủ chốt, không có chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, thiếu một phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Các đại biểu dân cử đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân. Đối với trường hợp nêu trên, chắc hẳn sẽ là bài học lớn về công tác cán bộ và trách nhiệm cùng bản lĩnh của các đại biểu được nhân dân tín nhiệm bầu nên. Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới vừa công bố báo cáo về xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018. Đây là chỉ số đánh giá một cách toàn diện nhất về trình độ đổi mới sáng tạo của mỗi một quốc gia. Vị trí của Việt Nam tiếp tục được cải thiện, xếp thứ 45 trên 126 quốc gia và nền kinh tế được đánh giá là tăng 2 bậc so với năm ngoái và tăng 14 bậc so với năm 2016. Năm nay thì Việt Nam có điểm số cao trong cả 7 trụ cột chính, đều cao hơn mức trung bình, cụ thể là thể chế vĩ mô tiếp tục được cải thiện đáng kể, điển hình như chỉ số về môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện tăng 10 bậc, nhóm chỉ số về trình độ kinh doanh cũng tăng 7 bậc, phản ánh sự phát triển của khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là phát triển dựa trên hoạt động nghiên cứu, triển khai và đổi mới sáng tạo. Theo Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, trong bảng xếp hạng năm nay, Việt Nam nổi lên là một quốc gia đặc biệt với việc liên tục tăng hạng. Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất có sự chỉ đạo từ cấp thủ tướng với nghị quyết thành lập một nhóm chuyên viên đặc biệt với bộ, ban ngành cùng tham gia để cùng thúc đẩy chính sách đổi mới sáng tạo. Tạo liên kết chuỗi, chủ động trong chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu được cho là giải pháp cơ bản để ngành da giày túi xách Việt Nam đạt giá trị xuất khẩu trong năm 2018 là 19 tỷ đô la Mỹ. Và đây cũng là mục tiêu cụ thể được đề ra tại Hội chợ triển lãm quốc tế da và giày Việt Nam lần thứ 20 được tổ chức vào sáng ngày 11 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Với thị trường xuất khẩu trên 100 quốc gia, trong đó 72 nước có kim ngạch xuất khẩu trên 1 triệu đô la Mỹ. Hiện Việt Nam là quốc gia đứng thứ 2 trên thế giới về xuất khẩu sản phẩm giày dép. Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đã vượt ngưỡng 18 tỷ đô la Mỹ. Năm 2018, ngành da giày đặt mục tiêu xuất khẩu đạt hơn 19 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được mục tiêu này, ngoài yêu cầu tạo ra chuỗi sản xuất và cung ứng nguyên phụ liệu đồng bộ, ngành da giày đang nỗ lực đổi mới công nghệ và tăng năng suất lao động. Hiện hữu bây giờ cái chuỗi cung ứng toàn cầu thì cái cách phân phối bán hàng đã khác đi rồi. Thì các chuỗi còn lại của các doanh nghiệp Việt Nam cơ bản là chuỗi nghiên cứu phát triển và cái chuỗi tổ chức sản xuất cũng phải thay đổi làm sao để năng suất lao động của chúng ta tối thiểu phải bằng là 80-90% với các năng lực của các công ty tiên tiến thì chúng ta mới tồn tại và phát triển được. Việt Nam đã và đang tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại. Ngành da giày, túi xách Việt Nam sẽ có lợi thế về ưu đãi thuế thấp hơn từ 8-17% so với nhiều quốc gia khác. Khi mà các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết có hiệu lực, đây cũng được coi là một thế mạnh của ngành khi hội nhập. Với Việt Nam, Mỹ là một đối tác thương mại lớn với tổng kim ngạch đã vượt 50 tỷ đô la Mỹ trong năm 2017. Và trong mối quan hệ đó thì Việt Nam đang xuất sang Mỹ nhiều hơn là nhập khẩu từ thị trường này. Tuy nhiên thì thâm hụt thương mại giữa hai nước đang dần được cải thiện với góp mặt của nhiều hợp đồng mua bán hàng lớn của các doanh nghiệp Việt Nam. Cuối tháng 6, hãng Bamboo Airways thuộc tập đoàn FLC của Việt Nam ký thỏa thuận mua 20 máy bay từ hãng Boeing của Mỹ với tổng trị giá 5,6 tỷ đô la. Trước đó, Vietjet Air cũng đã ký hợp đồng hơn 11 tỷ đô la mua 100 máy bay của Boeing. Những hợp đồng mua hàng lớn như vậy cho thấy, tuy Việt Nam đang xuất siêu vào Mỹ, nhưng phía Mỹ cũng đang thu được nhiều lợi ích từ mối quan hệ thương mại với Việt Nam. Những hợp đồng mua bán lớn như mua bán máy bay rất có tác dụng. Chúng cho thấy Việt Nam và Mỹ đều cần nhau. Mỗi bên đều có những lợi thế riêng. Và khi Việt Nam mua máy bay, thì chúng tôi cũng có thể mua thêm hàng hóa của Việt Nam, như các sản phẩm hải sản chẳng hạn. Từ khi bước chân vào Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trương giảm thâm hụt thương mại với các đối tác bên ngoài. Nhiều hàng rào thuế quan, kỹ thuật được phía Mỹ dựng lên đối với hàng hóa các nước, trong đó có Việt Nam. Cùng lúc, chính quyền Mỹ tăng cường đàm phán trực tiếp để đạt được các thỏa thuận thương mại song phương thay vì đa phương. Trong bối cảnh đó, các hợp đồng mua hàng hóa Mỹ có giá trị lớn được coi là có tác dụng tích cực. Các cái doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu những cái mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam sang Hoa Kỳ đang đối mặt với nhiều
các cái biện pháp về chống bán phá giá, rồi là cạnh tranh không lành mạnh, và đối với các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong cái lĩnh vực thủy sản. Khi mà chúng ta có cái hợp đồng mà số lớn về cái hợp đồng với cả máy bay Boeing chẳng hạn, thì cái đấy cũng sẽ là một trong những cái nội dung mà chúng ta có thể thương thuyết và đàm phán với chính quyền Mỹ trong cái việc mà áp dụng hay không áp dụng các cái biện pháp thuế quan đối với cả cái sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ. Theo thống kê, năm 2017, Mỹ đã trở thành thị trường xuất siêu lớn nhất của Việt Nam. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam năm 2017 là khoảng 32 tỷ đô la. Nhưng chỉ với một hợp đồng mua bán máy bay như Bamboo Airways vừa ký với Boeing, thì tổng số thâm hụt thương mại này có thể giảm đi gần 20%. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin: Việt Nam đang đối mặt với thách thức về dân số. Một 120 thanh thiếu niên kiều bào từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có mặt tại Hà Nội để bắt đầu những hoạt động đầu tiên của Trại hè Việt Nam 2018. Tiếp tục những thông tin thời sự liên quan tới vụ cháy nhà của 57 gia đình bà con kiều bào Việt Nam tại Phnom Penh, Campuchia. Hiện công tác khắc phục hậu quả hỏa hoạn đang tiếp tục được triển khai tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Và lúc này thì bà con vẫn còn rất khó khăn về nơi ăn ở trú mưa trú nắng. Phóng viên Thạch Thông sẽ thông tin thêm những thông tin chi tiết. Hôm nay đã bước sang ngày thứ hai sau vụ hỏa hoạn thiêu rụi 47 căn nhà của bà con Việt Kiều ở thủ đô Phnom Penh. Các gia đình đang cố gắng dọn dẹp đống đổ nát sau vụ cháy. Khó khăn lớn nhất hiện nay của bà con là chỗ ở. Thì cũng nhầm khi nó mới có nhà quen nó ngủ gần đó, nhầm khi nó mướn nhà gần bên đó, điểm 10.000, 20.000 cho nó ngủ đi. Rồi tối thì mấy đứa con tao ngủ đây. Chứ mình bỏ nhà cửa thì không được. Trong ngày hôm nay, các đoàn đã đến giúp đỡ chia sẻ khó khăn với các gia đình bị hỏa hoạn, trong đó có Hội chữ thập đỏ thủ đô Phnom Penh, Hội chữ thập đỏ vườn Resecao, đoàn quân khu 7, các doanh nghiệp Việt Nam. Bình quân mỗi gia đình đã nhận được tiền hỗ trợ khoảng 400 đô la Mỹ, cùng với gạo, mì gói, các nhu yếu phẩm khác. Hiện giờ, nói chung là vấn đề gạo thóc, nhu yếu phẩm, tăng màng thì cơ bản đã ổn định. Hiện giờ là đang cần sự giúp đỡ để cho bà con xây dựng lại cái nhà cửa. Có thể nói còn rất nhiều khó khăn để bà con có thể sớm ổn định lại cuộc sống. Hiện nay Campuchia đang là mùa mưa cho nên những gia đình hỏa hoạn đang gặp rất nhiều khó khăn. Để giúp cho bà con sớm ổn định cuộc sống thì cần có sự chia sẻ chung sức giúp đỡ của các mạnh thường quân, các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng. Thạch Thông, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại Campuchia. Và để nhằm chia sẻ những mất mát của các hộ gia đình Việt Kiều trong trận hỏa hoạn nghiêm trọng tại quận Resecao, thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, ngày 11 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã có điện thăm hỏi gửi tới các hộ gia đình bị thiệt hại. Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia cũng đã chuyển 1,4 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại, mỗi hộ 20 triệu đồng, với mong muốn các hộ gia đình sẽ sớm vượt qua được khó khăn, ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, mới đây Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã tổ chức lễ meeting kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới ngày 11 tháng 7 với chủ đề Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững. Đây là để thông tin, tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân về các chủ đề, nội dung và thông điệp toàn cầu về sự kiện Ngày Dân số Thế giới, về tính chiến lược, tầm quan trọng của công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia và toàn nhân loại, về những thách thức của công tác dân số Việt Nam trong hiện tại và tương lai. Sau hơn 55 năm thực hiện công tác dân số và 25 năm gắn bó với công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình nhằm
mục đích là giảm sinh, thì Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, thì trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức về dân số. Những thách thức đó là gì và đâu sẽ là những giải pháp cho những thách thức đó? Trọng tâm của công tác dân số trong tình hình mới sẽ là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Việt Nam hiện có 10,45 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 11% dân số cả nước. Dự báo đến năm 2030, tỷ trọng người cao tuổi Việt Nam chiếm 17%, tương đương 19 triệu người, và sẽ nâng lên 25% vào năm 2050, tương đương 28 triệu người. Nếu như các nền kinh tế phát triển mất vài thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ để chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang giai đoạn dân số già, thì Việt Nam chỉ mất 22 năm. Có thể nói, Việt Nam là nước có tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Ngoài việc già hóa dân số, Việt Nam còn mất cân bằng giới tính sau sinh một cách trầm trọng. Năm 2000, tỷ lệ giới tính khi sinh ở Việt Nam là cứ 106 bé trai ra đời thì tương ứng có 100 bé gái. Nhưng đến năm 2017, tỷ lệ này đã tăng lên là 115 bé trai trên 100 bé gái. Đến năm 2050, có ít nhất 2,3 triệu đàn ông không thể lấy được vợ. Nếu không can thiệp tốt, con số này sẽ là 4,3 triệu đàn ông. Bên cạnh đó, tốc độ di cư và đô thị hóa diễn ra quá nhanh, khiến dân cư phân bố không đồng đều. Ngoài ra, chất lượng dân số tăng lên nhưng chưa cao. Cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam. Những thách thức về dân số có ảnh hưởng như thế nào đối với phát triển kinh tế cũng như mọi mặt của đời sống xã hội thưa ông? Có thể nói tất cả những vấn đề về dân số đều tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội, thậm chí là đến cả an ninh quốc phòng nữa. Tốc độ già hóa dân số nhanh như vậy thì chúng ta rất khó khăn trong việc ứng phó làm sao để đảm bảo về cái an sinh xã hội để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Cơ sở hạ tầng của chúng ta không ứng phó kịp những cái vấn đề về di chuyển dân số, về biến động dân số. Những thách thức này đang đặt ra yêu cầu gì đối với công tác dân số trong tình hình hiện nay thưa ông? Những vấn đề đặt ra cho công tác dân số hiện nay nó toàn diện tất cả các mặt, đòi hỏi một chính sách hết sức linh hoạt, cần một cái hàng loạt cái giải pháp đồng bộ. Công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân phải được thay đổi, cả về nội dung, cả phương pháp, còn cụ thể hơn để nâng cao chất lượng dân số thì hiện nay đang tập trung tầm soát, kiểm soát các bệnh tật trước sinh và sơ sinh. Đến cái tuổi trưởng thành thì chúng ta lại phải tăng cường cái tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn. Ngay cả trong cái độ tuổi đi làm thì phải làm sao để mọi người có ý thức được, họ phải chuẩn bị cho cái tuổi già của mình như thế nào. Thế còn về cơ cấu dân số, điều chỉnh mức sinh thế nào cho phù hợp để có thể giảm được cái tốc độ mất cân bằng giới tính khi sinh. Về vấn đề phân bổ dân cư, có thể nói là vùng miền nào có cái tốc độ đô thị lớn đều phải quan tâm. Thực ra thì từ trước đến nay, các tổ chức quốc tế đã đồng hành với cái sự nghiệp dân số của chúng ta. Mời các chuyên gia đến giao lưu, chia sẻ về sức khỏe sinh sản, phòng chống nạo phá thai tuổi vị thành niên. Tổ chức đạp xe tuần hành nhằm tuyên truyền các biện pháp tránh thai hiện đại và tầm quan trọng của tình dục an toàn. Phát miễn phí hơn 14.000 bao cao su chất lượng cao tại khu vực bờ biển Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng chỉ trong một ngày. Đây là một chuỗi các hoạt động nằm trong chương trình Sống Trách Nhiệm, Sống OK do tổ chức DKT và các đơn vị hữu quan của Việt Nam phối hợp tổ chức đầu tháng 6 vừa qua. Như em đã học được những cái, thứ nhất là cách phòng tránh thai, một số cách phòng tránh thai khác, và thứ hai em sẽ để bảo vệ cho bản thân mình hoặc cho những người khác, học cách tuyên truyền cho những người, cho các bạn. Mong muốn của ban tổ chức khi xây dựng chương trình Sống Trách Nhiệm, Sống OK, tức là muốn truyền tải một cái thông điệp đối với các bạn trẻ, đoàn viên thanh niên, sống có trách nhiệm với chính mình, chính bản thân mình, sống có trách nhiệm với cộng đồng. Ngoài Hải Phòng, tổ chức DKT cũng đã triển khai các dự án tương tự tại nhiều tỉnh thành khác của Việt Nam như Nam Định, Nghệ An, Cần Thơ, Bình Định và liên tục mở rộng phạm vi tiếp cận của dự án. Trong 25 năm hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi đã đóng góp hơn 25 triệu đô la Mỹ để giúp người dân Việt Nam, đặc biệt là những người không có khả năng tự chi trả, được tiếp cận với các biện pháp, dịch vụ tránh thai hiện đại, cũng như thuốc men và các dịch vụ tư vấn về sức khỏe sinh sản và tình dục. Trong thời gian này, chúng tôi cũng đã nghiên cứu để cung cấp những sản phẩm phù hợp với thể trạng của người dân Việt Nam. Theo thống kê,
tỷ lệ người dân sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tại Việt Nam đã tăng từ 37% vào năm 1988 lên 67% vào năm 2016. Để có được thành quả này trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, không thể không kể đến sự đóng góp của các tổ chức quốc tế. Hợp tác giữa các cơ quan hữu quan của Việt Nam, mà cụ thể là Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Bộ Y tế với các tổ chức quốc tế trong công tác dân số đã được triển khai như thế nào trong thời gian qua thưa ông? Không chỉ cung cấp cho Việt Nam về kinh phí mà còn hỗ trợ cả về đào tạo nhân lực như là Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Châu Á-Thái Bình Dương, các tổ chức GTZ, Pathfinder, trong số các cái tổ chức chính phủ và phi chính phủ phối hợp với chúng ta thì vai trò đầu tiên đấy là tổ chức dân số Liên Hợp Quốc. Họ giúp cho chúng ta trong việc xây dựng chính sách về dân số, tổ chức tổng điều tra dân số các thời kỳ. Xin ông cho biết trọng tâm của công tác dân số trong tình hình mới. Ngày 25 tháng 11, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 6 đã ban hành nghị quyết 21 về công tác dân số trong tình hình mới, cũng để vạch ra một cái chiến lược mới về dân số. Đấy là tiếp tục chuyển trọng tâm công tác dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số phát triển. Khi bắt gặp những cái vấn đề mới nảy sinh, những thách thức về công tác dân số, chúng ta phải triển khai đồng bộ trên tất cả các phương diện, từ quy mô dân số, cơ cấu dân số, phân bổ dân cư và chất lượng dân số. Chúng ta phải quan tâm giải quyết đồng loạt tất cả các vấn đề đó và đặt trong mối tương quan hữu cơ đối với dân số phát triển, đối với phát triển kinh tế và xã hội, an ninh và quốc phòng để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị, đến hẹn lại lên Chạy hè Việt Nam 2018, hoạt động thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nhằm đưa các kiều bào trẻ trở về quê hương để tìm hiểu. Và ngay từ ngày 10 tháng 7, đông đảo các đoàn thanh thiếu niên kiều bào từ nhiều nơi trên thế giới đã có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho hành trình. Và hãy cùng chúng tôi đến với những hoạt động đầu tiên của các thanh thiếu niên kiều bào tại Chạy hè năm nay. Gần 120 thanh thiếu niên kiều bào từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có mặt tại Hà Nội. Họ đều là những gương mặt xuất sắc trên nhiều lĩnh vực ở nước sở tại. Xin chào Việt Nam! Xin chào Việt Nam! Em nghĩ là dịp lần này về Việt Nam như thế này đi chạy hè thì em có cơ hội gặp được tất cả các bạn mới này. Các em được đi chơi với những bạn thân của em từ Ba Lan và chắc là học hỏi được rất nhiều điều mới về đất nước, quê hương của em ạ. Từ những hoạt động đầu tiên tại khu di tích Phủ Chủ tịch và Hoàng thành Thăng Long, mạng lưới kết nối đã bắt đầu lan tỏa giữa các thành viên. Anh chị, bố mẹ đừng lo gì, mình rất vui và rất là cần quà. Rất an toàn. Con cảm ơn bố mẹ đã đăng ký cho con đi chạy hè. Đưa tôi chung cư dân Bách Lẻ. Xin chào các bạn. Các con đang đi chơi Hoàng Thanh Long. Đi chơi rất là vui, có rất là nhiều bạn. Này bố mẹ đừng có lo. Bố mẹ không cần phải lo cái gì cả. Con đang đi rất là vui, cũng có nhiều bạn rồi, nói chuyện với cả mọi người rất là nhiều. Con yêu bố mẹ lắm. Đây, con yêu bố mẹ lắm nha. Nối vòng tay lớn gắn kết thế hệ người Việt trẻ khắp Nam Châu, hành trình năm nay sẽ dẫn các thanh thiếu niên kiều bào đến 11 tỉnh thành của đất nước, từ Phú Thọ đến thành phố Hồ Chí Minh, khám phá những nét đặc sắc nhất của khắp mọi miền Tổ quốc. Vâng, và còn rất nhiều những hoạt động bổ ích của trại hè sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Còn bây giờ thì bản tin xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.